Anh ơi, xử lý mẹ mày cái coi. Cái gì vậy em? Cái này mẹ la quản có gà. Cái này hả? Ok, để anh. Nó đây rồi em ơi. Tẩy bằng dầu gió nè. Rồi mình sẽ sử dụng một cái cách ở trên mạng, đó là sử dụng dầu gió nha các bạn. Ở đây thì chính có một chai dầu gió và bông tẩy trang. Và bây giờ thì chính sẽ sử dụng cái dầu gió này để loại bỏ cái gọi là cái keo này. Nó dính thấy ghét lắm, khó chịu lắm. Bởi vì chính phải sử dụng coi nó có thật sự hiệu quả không nha mọi người. Mình đi la coi. Hình như có vẻ như khả quan ta. Được. Wow, nó sạch bông luôn nha các bạn. Bông mới luôn nha. Nè. Cái này im nha mọi người. Như vậy thì cái cách sử dụng dầu gió để tẩy mấy cái keo ở trên dạng máy tính mà dán ở trên kính, mà thường thường các bạn tháo ra mà nó dính keo á, thì cái cách này thật sự hiệu quả nha mọi người.